Hello nha em. Anh lên chiếc Attila còn đẹp quá nè em ơi. À, biển số 6789 luôn nha em. Ngon đấy. Về sắp lại. Nè, mới chát à, thấy chưa? Bảy bảy chiêu bạc. Mâm bọng đồ, lóc liếc mới chát. À, xe còn đẹp quá. Mở cấp bấm à, vụ mở cốp tính sau đi cho anh em nghe máy nghe, máy nhẹ im máy như xe điện cho một chiếc Attila đĩa bay. Hồi sáng qua anh gọi không không mua ở trường chiếc đĩa bay nè hả, đưa thì quay lên cho anh em mua luôn xe này, đi cà phê đi chợ hết ý luôn nha nè. Đó, máy quá ấm luôn, một thời vàng son đó, quá đẹp. Tay ga mà nổ garanti liền, không nghe tiếng. Xe này anh em đi làm bảo vệ này cái đầu, hoặc là đi làm ở cái di động này cái đầu ha, làm trực này cái đầu đó, đi lịch sự à. Bây giờ cái gì người ta bỏ thì mình chơi à. Tiền ít thịt nhiều luôn, một đống thịt luôn 7 triệu bạc, số 6 7 8 luôn. Xe này sức biển lai là đi được rồi, còn quá đẹp luôn nha, áo sống luôn. Mới luôn, không có chạy chỗ vậy, máy máy im ru, nó gãy cái cùi này, vỏ bánh rồi mới toanh hết luôn, vậy không có tống lúa, buộc sơn, không nổ luôn. Mới này đèn còi này kia đâu nè, ok hết rồi, nhanh quảnh là gì đó, chưa chát 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 vậy đó, đúng dòng AT nè. Mấy cái gù này đẹp quá ha, nó làm đẹp xì sáng bóng rồi, ok anh em. Giá này cho một chiếc Tega cho anh em đi làm công chức quá lịch sự ha, anh em cần thì alo nhé.